Sáng nay, Hội Doanh nghiệp huyện Tiên Lữ tổ chức đại hội lần thứ 3 nhiệm kỳ 2021-2026. Dự đại hội có trên 60 hội viên trực thuộc Hội Doanh nghiệp huyện. Nhiệm kỳ qua, từng hội viên doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn huyện Tiên Lữ đã không ngừng nỗ lực cố gắng vượt khó khăn. Hiện các doanh nghiệp trong huyện Tiên Lữ đang tạo việc làm cho trên 12.000 lao động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thu hút thêm nhiều hội viên tham gia, thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Bình quân mỗi năm, các doanh nghiệp trong huyện ủng hộ 2 tỷ đồng cho các quỹ từ thiện nhân đạo. Tiêu biểu như công ty cổ phần Tiên Hưng, công ty Novatech, công ty Thiên Sơn. Với phương châm chính quyền tận tâm, doanh nghiệp tận lực, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Doanh nghiệp huyện Tiên Lữ đề ra nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, kết nạp thêm hội viên mới là cầu nối để chia sẻ kinh nghiệm phát triển, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên. Hỗ trợ hội viên tiếp cận thị trường, hợp tác trong hội và liên hội để khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của huyện. Đưa Hội Doanh nghiệp huyện Tiên Lữ trở thành hội khá về mọi mặt là cầu nối để tiếp cận, mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn.